Trời gió lạnh lắm, ngoài mưa mà cái ông này ông làm một giờ có 10 đô mà đứng từ sáng tới tối. Đấy ông đứng không? Thế ông đứng không? Đứng đèn xanh đèn đỏ. Đứng đèn xanh đèn đỏ này. Thấy không? À, lạnh chết mồ luôn, cầm ly cà phê sáng giờ đâu có được bao nhiêu tiền. Đâu có được bao nhiêu tiền đâu. Thế vất vả chưa? Lớn rồi nhá. Nước Mỹ đâu phải là thiên đường. Đó, đậu đèn xanh đèn đỏ thấy không? Đó. Đứng trời lạnh lắm á. Không đơn giản đâu, tiền đâu phải kiếm gì. Đứng sáng. Thế tối. Sáng tiếp tục tới đứng tiếp. Đứng quắc quắc lấy khách. Ê, thế thiên đường chưa? Ra ngoài mà chân tay lạnh như vậy á. Thế thiên đường chưa? Ơi, không có làm thì không có ăn, làm thì vất vả. Xe quá trời. Cuối tuần họ đi ăn phải không? Đây mà mở tiệm phở là ngon nha. Ngoài. Trời lạnh lắm, gió lạnh luôn kìa, thấy gió không? Gió lạnh mà ông đứng. Ông đứng ông làm từ sáng tới tối ngày nào 7 ngày luôn. Hôm nay kẹt xe nha, thành phố kẹt xe nha, trong tiệm nail bây giờ.